Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị đã có một cuối tuần vui vẻ để sạc lại năng lượng trước khi bắt đầu tuần mới. Như thường lệ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại với series ARK vs thực tế. Và sinh vật lên thớt của chúng ta ngày hôm nay chính là Tyrannosaurus, hay các bạn nghiêm thủ vẫn quen gọi là Rex hay T-Rex, dù những cái gọi này không thật sự chính xác. Chúng ta hãy cùng thử xem là phiên bản game và những thông tin thực tế chúng ta biết về con khủng long này có những điểm gì giống và khác nhau. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Khủng long bạo chúa từ khi được khám phá vào đầu thế kỷ 20 cho đến nay, gần như luôn được biết đến như loài khủng long hùng mạnh nhất, và sẽ là một điểm trừ cho một trò chơi hay một bộ phim về khủng long và thiếu đi sự góp mặt của những gã khổng lồ ăn thịt này. Là một trong những loài khủng long ăn thịt có mặt từ đầu game, khủng long bạo chúa cũng nằm trong top 2 khủng long ăn thịt lớn nhất cùng với Spinosaurus cho đến khi có sự xuất hiện của các khủng long ăn thịt lớn hơn nhiều. Trong game, chúng có thể xuất hiện với màu sắc khá đa dạng, từ nâu cho đến tím tím, ngà xám và cả đỏ thẫm. Cơ thể chúng được phủ một lớp vảy nhỏ xanh xanh, xen kẽ bởi những chiếc vảy sừng lớn. Dọc từ đỉnh đầu cho đến lưng là một dải gồ lên. Trên mí mắt có những gai nhọn, khiến cho tổng thể ngoại hình của khủng long bạo chúa trong ARK trông khá hung tợn. Và sự thể hiện về mặt hành vi của khủng long bạo chúa trong ARK cũng tương xứng với cái tên và ngoại hình của nó, cực kỳ hung hăng. Nó sẽ tấn công hầu hết mọi sinh vật sống trong tầm mắt, ngoại trừ những loài săn mồi đầu bảng khác. Thậm chí nó có thể khiến bản thân tự bị thương hay thậm chí tự ẹo vì cố gắng tấn công quá nhiều động vật ăn thực vật cùng lúc. Kích thước khổng lồ cũng khiến những bước di chuyển của con khủng long bạo chúa tác động đến môi trường xung quanh, từ đạp ngã cây và đôi khi là đạp cả những con dodo. Khủng long bạo chúa trong ARK không chỉ đô con mà còn máu trâu, với lượng máu gần gấp đôi Spinosaurus cung cấp và thể lực cũng tốt hơn. Sát thương của khủng long bạo chúa cũng tốt hơn Spino, dù nó kém hơn là tốc độ đánh. Một vài điểm yếu khác của khủng long bạo chúa ARK đó là hơi kém thông minh và khá chậm chạp, khi khả năng tăng tốc cơ bản của người chơi cũng đã lớn hơn của T-Rex, nên bạn hoàn toàn có thể chạy thoát nó nếu không gặp chướng ngại vật gì trên đường. Ngoài ra thì trong game cũng còn nhiều phiên bản khủng long bạo chúa đặc biệt khác với một số khác biệt về ngoại hình và năng lực, trong đó có phiên bản Alpha với kích thước lớn gấp rưỡi khủng long bạo chúa thông thường. Đó là một vài thông tin cơ bản mình tổng hợp được về khủng long bạo chúa trong ARK. Phần này thì mình sẽ không đi quá sâu vì các bạn game thủ có kinh nghiệm chơi game thực tế sẽ rành hơn. Phần quan trọng của video này chính là khủng long bạo chúa trong ARK so với những thông tin thực tế chúng ta có được có gì giống và khác nhau. Trước tiên là về cái tên, các bạn game thủ có thể sẽ quen gọi con khủng long bạo chúa trong game là Rex hay T-Rex, nhưng về cơ bản thì đây là cái gọi không chuẩn xác, chủ yếu được dùng vì quen miệng. Điều này cũng được chính các nhà làm game thừa nhận qua phần thông tin được ghi trong hồ sơ ARK. Con khủng long bạo chúa trong game là một loài giả tưởng, tuy cũng thuộc chi Tyrannosaurus nhưng có tên loài khác là Dominum. Cái loại thành danh pháp hai phần là Tyrannosaurus Dominum, dịch ra nghĩa là chúa tể thần lằn hùng bạo. Còn khủng long bạo chúa trong thực tế hiện tại bao gồm hai loài. Loài thứ nhất đã quá quen thuộc là Tyrannosaurus Rex, gọi tắt là T-Rex, tức vua thần lằn hùng bạo. T-Rex được mô tả và công bố vào năm 1905 và từng tồn tại như loài độc nhất của Tyrannosaurus cho đến tận năm 2024. Loài đã phá thế độc quyền của T-Rex mới được công bố vào đầu năm nay, đó là Tyrannosaurus macriensis, tức thần lằn hùng bạo ở Fort Macri. Trong đó Fort Macri là địa danh ở bang New Mexico nơi tìm thấy hóa thạch. Hai loài này không có quá nhiều điểm khác biệt, về cơ bản là Tyrannosaurus macriensis có hàm dưới mỏng hơn và cấu trúc trang trí phía trên mắt đơn giản hơn T-Rex. Hiện nay thì vẫn có một số ý kiến không đồng tình với danh pháp Tyrannosaurus macriensis, cho rằng đó chỉ là một cá thể T-Rex hơi khác biệt mà thôi. Về tạo hình thì khủng long bạo chúa trong ARK dễ gợi cho chúng ta nhớ đến những thiết kế T-Rex bắt đầu từ sau Jurassic Park vào năm 1993. Ngoài ra như đã nói thì chúng được điểm xuyết thêm một vài chi tiết sáng tạo để tăng tính hầm hố và hùng tợn, chẳng hạn như sừng nhọn trên mí mắt, vảy sừng xuất hiện khắp cơ thể hay dải gồ lên từ đỉnh đầu cho đến lưng. Tuy nhiên nếu so sánh với những bản phục dựng T-Rex gần đây, tiêu biểu như trong phim tài liệu Prehistoric Planet, T-Rex đã trông bớt cơ bắp hơn, mum mim hơn một chút và không giữ tận bằng. Ngoài ra thì phiên bản trong Prehistoric Planet đã ứng dụng một nghiên cứu khá thú vị gần đây. Khi thiết kế T-Rex có môi để che đi hàm răng sắc nhọn của nó, được cho là để bảo vệ răng, giữ độ ẩm giúp cho men răng không bị khô. Trong khi đó thì các phiên bản T-Rex trước thường để lộ ra hàm răng trên lởm chởm. Về kích thước thì cũng như các khủng long khác trong ARK, khủng long bạo chúa là một phiên bản phóng to của khủng long bạo chúa ngoài đời, với chiều dài gần gấp đôi, 23,5m so với 12 hoặc 13m. Trong khi người bình thường ngoài đời có thể cao bằng đầu gối của T-Rex thì nhân vật trong game chỉ đứng đến mắt cá của T-Rex Dominum là cùng. Một điều nữa đó là âm thanh.
Mình có thử tìm trên mạng xem nhà sản xuất game đã tạo ra âm thanh của khủng long bạo chúa từ đâu nhưng không thấy. Nhưng nhìn chung là chúng khá giống với tiếng gầm của T-Rex trong Jurassic Park. Tuy nhiên trong thực tế thì các nhà khoa học thật sự không biết âm thanh của khủng long tạo ra là như thế nào. Và giả thuyết chủ yếu hiện nay đó là chúng không gầm giống như vậy mà sẽ tạo ra âm thanh giống như bò sát hoặc chim. Trong phim tài liệu Prehistoric Planet thì chúng ta chỉ thấy chúng gừ gừ như cá sấu hoặc tạo âm thanh bằng cổ họng mà thôi. Vừa rồi là một vài so sánh giữa khủng long bạo chúa trong ARK và những thông tin thực tế mà chúng ta có về chi khủng long này. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mấy khủng long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi để không bỏ lỡ các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.